Philippines là quốc gia sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai lớn nhất châu Á, và người Philippines thì có năng lực sử dụng tiếng Anh hàng đầu trong khu vực. Đó là lý do tại sao các bạn du học sinh các nước như là Nhật, Hàn, Đài, Ả Rập và các bạn châu Âu tìm đến Philippines để rèn luyện và phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình. Nói đến sức hút của du học Philippines thì chắc chắn phải kể đến phương thức giảng dạy 1:1. Có thể nói đây là quốc gia tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực này trong suốt 25 năm qua. The way classes are organized in English schools in the Philippines is a highlight that brings efficiency to your learning process. Accordingly, most of the time we will be studying man-to-man classes, around 4 to 6 classes per day. And in each of your man-to-man classes, your teacher is responsible to go deeply into your listening, reading, writing, and speaking skills. At CIP, our primary focus is on the practical application of knowledge. We center our approach on real-world usage, whatever program you are in, ensuring that the knowledge acquired is immediately applicable. While exam scores are valued, language is regarded as a tool for effective communication. Our teaching method places the student at the center of the learning experience. We tailor the instruction to the different needs, learning styles, and pace of the individual students. Generally, Vietnamese students excel at listening and reading, but they need to work more on their speaking and writing skills. So to enhance your speaking skills, we integrate interactive discussion in all of our classes to encourage the students to express their opinions and ideas. Grip lesson, you can overcome your fear of speaking by interacting with your classmates. In one-to-one lesson, however, classes are more personalized and reflect exactly what you want or need. On top of that, the teachers can give you individualized feedback and attention. Chi phí du học tại Philippines thì không quá cao và rất là cạnh tranh. Thông thường thì học phí đã bao gồm luôn ký túc xá và các tiện ích khác. Ngoài ra, sinh viên chỉ cần từ 3 tới 5 ngày là có thể khởi hành và không cần xin visa. Trước khi sang Philippines thì em cũng đắn đo và suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà sau khi sang đây rồi á thì em sợ là mình sẽ không hòa nhập được với môi trường, bạn bè ở đây và cũng như là thầy cô giảng bài thì em sẽ không theo kịp. Nhưng mà sau khi sang đây rồi á thì em thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Thầy cô rất là tận tình và chỉ dạy em cũng như là bạn bè rất là thân thiện, luôn luôn cố gắng giúp đỡ em. Em cảm thấy mình rất là may mắn khi sang đây. Đây chợ và mình chọn CIP để học tiếng Anh bởi vì ở đây có giáo viên người Anh, Mỹ và giáo viên Philippines. Ngoài ra ở đây có mô hình lớp học 1:1 rất hiệu quả bởi được học bởi các giáo viên người Philippines và người giáo viên bản ngữ. Ta sẽ cải thiện được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ngoài ra IELTS có thể nói trực tiếp với thầy người bản ngữ và sẽ được thầy hướng dẫn sử dụng cách phát âm như là cách thiết bị sao cho và đúng và để cải thiện rất là nhanh chóng. Xin chào, em là học viên của India. Em rất hài lòng với việc đến Philippines học tiếng Anh của mình. Lúc em học các trung tâm Anh ngữ ở Việt Nam thì số lượng học viên quá đông, nên là lúc em cần thầy cô sửa lỗi speaking của mình thì em gặp rất là khó khăn. Mà qua đây thì em vừa có môi trường, vừa có lớp học 1:1 thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và em cũng là quen được với các bạn tới từ các nước. Em cảm ơn. Hi. Mình chọn học tiếng Anh ở Philippines vì ở đây có mô hình học 1:1 rất hiệu quả. Mặc dù trước đó mình đã học ở các trung tâm Anh ngữ ở Việt Nam rất nhiều và được thử các hình thức học online lẫn offline, nhưng thực sự tiếng Anh của mình chưa được cải thiện nhiều lắm. Cho đến khi mình đến SLA và mình được thử với mô hình học 1:1, giáo viên và học viên được học trực tiếp cùng nhau, thì tiếng Anh của mình lúc này mới được cải thiện rất nhiều. Cảm ơn SLA, việc lựa chọn học ở SLA Philippines là một lựa chọn vô cùng đúng đắn của mình. Yeah.